Lộ diện ngoại hình chân thực của Phương Oanh khi mang bầu 7 tháng, vợ Sắc Bình còn tự so sánh mình với con cá ngựa. Phương Oanh hài hước so sánh vóc dáng của mình nhưng vẫn được dân tình khen sinh. Mới đây, Phương Oanh hé lộ hình ảnh cận cảnh vóc dáng của mình khi mang song thai ở tháng thứ 7. Bụng bầu của nữ diễn viên hiện tại đã rất lớn, phần nào gây bất tiện cho những hoạt động thường ngày của cô. Tuy nhiên, những phần khác như tay, chân, mặt của Phương Oanh không bị phát tướng. Bà xã Sắc Bình còn hài hước ghép ảnh mình lúc đứng nấu ăn với ảnh một con cá ngựa. Cô tự nhận xét thân hình của mình hiện tại giống hệt như loài vật này. Phương Oanh hài hước viết: "Dạo này soi gương cứ bảo giống giống cái gì? Chính là nó." Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và khán giả công nhận sự so sánh của Phương Oanh rất chuẩn, nhưng vẫn dành lời khen ngợi xinh đẹp cho ngoại hình của mẹ bầu.